Thôi mà, cuộc đời mình có Ừ. nhau thì nhớ. Thôi mà, đánh nhau nhau, cắn nhau ngon vậy thôi, đừng có bắn không hả? Ngáo để Mày ngáo mà, rồi. mày mà, mày Chán rồi đó. mọi người tôi báo công an á. Hey, mình là Di đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với tựa game Rocket League này. Và hôm nay mình sẽ cùng với mọi người tiếp tục hành trình trốn và tìm trong này ha. Và hiện tại là mình đang ở bên mọi tiêu hình người to ơi, ha các bạn. Bây giờ đi săn thôi nào. Này thì nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Quả đỉnh nha. Quả là phải đỉnh. Quả chết lúc nào cũng đỉnh hết trơn á. Quả đỉnh thì á. Đúng là dân chơi. Quay. Khiêm đỉnh, khiêm đỉnh. Trời ơi, nơi nguy hiểm nhất nè. Ghê thật. Thêm đàn chết. Ai à, ai à? Ai đây, ai đây, ai đây, ai đây. Được. Ê. Anh biến lẹ quá. Ê, 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 không chơi bắn à. Ê, 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 ủa trong đó có ai vậy? Hay, hay lắm thiệt, hay lắm thiệt. Giúp ra cũng ủa còn ai đi tìm ta, năm đất đi tìm hả ta? Ừ, năm đất anh với Thiện, năm đất anh với Thiện. Trời ơi đỉnh cao, trời ơi nháo ơi là nháo. Nhân phẩm, nhân phẩm. Nhân phẩm tới nè mấy bạn ơi, rồi nháo đi rồi, nháo đi rồi. Chết nháo rồi. Trời mẹ ơi, chứ không vậy mà nó không mất máu nhiều ta. Nó nghe nè, mới thấy cái gì đó nó nhảy nhảy đây. Ủa? Thấy cây dù nó nhảy nhảy đây. Cái gì đó, cái gì em mà em có thể mù mà thiệt. Nào ta cùng bay lên bầu trời, nào ta cùng đi lên trái trời, ta tới con ca đi mà. Sao cây dù? Ai nữa ta, ai nữa ta? Cái dù nhân phẩm chán. Vậy mà tụi nó nhìn tôi cái một rồi ta. Cái thằng này nó ghê quá. Giống Blue nữa. Ghê quá. Trời ơi, ông kia vẫn trốn cái trời đất hả? Game này. Trời ơi, đỉnh cao thật sự. Em bạn đi, đi không thấy luôn. Trời ơi, ai vậy, ai vậy, ai vậy? Thiện, thiện, ai thiện, 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 thiện. Nhờ xin kiếp này coi. Từ 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 từ, khi mà... À, đây, 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 đây. Trời ơi, sao? Ông gì ghê, ông gì ghê, gì ghê, gì ghê, gì ghê. Còn gì nữa ta, còn ai nữa ta? Còn, còn một cái ra. Súp ra hả? Ta, súp ra. Thằng Văn nó trốn kỹ lắm. Ôi, Văn trốn này là không ai tìm được luôn á. Ờ, Văn ơi, chạy đi Văn. Trời ơi. Hay, hay, hay. Còn ai nữa, còn ai nữa. Ủa, thắng rồi. Ui, game này dễ. Chạy đi Văn. Cái game hợp lý nè. Ôi, cái nhân phẩm tôi chạy chạy. Anh trời đất mẹ con á. Nhân phẩm lại vậy. Nhân phẩm kiếm trốn đâu bây giờ. Coi nhân phẩm quà kìa. Coi nhân phẩm quà kìa. Biết gì không? Ô, lần này là tôi chết rồi đó nha mọi người. Trời ơi thằng quà. Nhân phẩm tôi còn não hơn nó chứ. Nhân phẩm quà đỉnh cao nhất á. Ơi, mấy anh mắm kia chơi chung không rủ nha. Chơi chung không rủ nha, trời đất nha. Cho tự nhiên ngó lên chi vậy? Ngó lên trời. Trời cao quá. Mới cười. Mới cười. Mình ra cho là mình đứng hoài biết luôn á. Trên trời có cái gì không kịp. Mấy anh mắm kia, tao quay chơi sẽ tắp vậy luôn hả? Trời ơi, trời. Tại vì ông sẽ đắp luôn mà. Thôi đỉnh cao. Cái này cũng là cây pha nha. Cái này là bị đỉnh đó nha, chứ không phải dạng đồ đâu. Này là dạng rộng nè. Này như bị dẻo quá rồi. Còn cây này, cây nó đâu có nhỏ. Mệt quá, cười mệt quá. Thiện, thiện, thiện căng lắm. Ok,
Nè nè nè, sắp tới nè, sắp tới nè. Cô Shimuro nè, cô Shimuro. Anh rồi nhân phẩm. Giờ người ấy tính ra tính ba thằng móng này ghê quá. Ba thằng móng này ghê quá. Ghê thiệt, đỉnh cao thiệt. Ôi toàn bán máu lấy kiếm đồ. Đức. Rồi đức. Trong đây à. Ây da, chị em mình mới nhận. Trời ơi. Núp cái đi rồi em bắt. Trời ơi, ông gì ông nhân phẩm kìa. Ông nhân phẩm cắt vô cho ông núp kìa. Ông núp dai tìm. Ủa từ gì chỗ nãy lại được rồi. Ê Linh, lên xe ngồi gì. Núp núp anh núp. Trời ơi anh vậy núp luôn ổng. Ông như là 007. Điều gì không 007. Mình thôi. Ông thiện ông cũng vậy luôn kìa, ông nhân phẩm. Muốn đi câu mọi người quá nhưng mà không có chỗ dính được. Thì ông đi núp đi, ông đi núp từ từ đi, đến lớp từ từ quá. Làm thử thách đi gì. Vô bà bạn. Cái gì gì gì. Thằng Đức vẫn còn bảo trì vậy. Trời sao thằng Khang nó một nát gì vậy Khang. Ghê quá. Alo nha. Ok nha. Đỉnh cao của chốn tìm. À tìm được rồi. Thiện rồi không thiện. Thiện. Ông thiện ông cũng đỉnh cao lắm. Thiện. Thiện. Em giống anh đó thiện. Y hệt luôn. Đỉnh khác đi một tí nào luôn như. Đỉnh cao nhất của là cái tim năm đất với Khang. Không tin. Không tin được. Không tin nổi. Không tin được luôn á. Em này do mấy con nhỏ nhỏ không à. Ê, ông Duy kìa. Thấy không vậy? Ai cô em à? Ai cô em? Em mới đỉnh à. Cô em à? Cô em gì? Còn em lẻ loi quá. Duy là tại không có chỗ trốn kịp thôi. Ôi, em tính lạng lạng rồi Kim ơi. Trời ơi, vậy mà không ai nhận ra luôn, trời ơi. Hello Thiện. Thiện thấy quen không Thiện? Thiện thấy quen không Thiện? Ok, mình vô tìm tiếp nha các bạn. Và đây sẽ ai đây? Cái này nó không có khả. Ông Duy nữa kìa. Ê, cái gì đây? Gì vậy đất? Vậy mình đứng giữa đường vậy đất. Ê, từ. Đất treo rồi. Đất treo rồi. Cái này cái gì đây? Ghê. Cái này cái gì đây? Lưu ơi. Ừ. Cái em như chân hợp thể. Lẹn ơi. Chị qua chơi với em rồi Lẹn. Em muốn không? Chị hợp thể. Lưu núp vậy ai thấy. Ai biết được hỏi đem chị lên mà nợ ngồi luôn à. Ôi ôi, quá chơi vậy luôn. Luôn á. Đúng rồi. Ủa sao đây? nãy giờ với ai chưa? Nãy gì đây? Cái này gì đây? Cái này gì đây? Tiền đi sao quá. Cao quá. Nãy giờ nhận không thế rồi. Ổng tới rồi mấy đứa rồi, chúng mình chạy ra. Tới rồi chết chứ. Chết vậy rồi. Rồi. Nhân phẩm. Chết nhân phẩm tôi. Xong rồi. Chạy. Kim ơi, chị em mình mà dù gì cũng quen biết. Mà vậy luôn hả Nam Đức? Quen gì tầm này. Ê, Cái thùng này không nên xuất hiện giữa đường. Chị biểu thấy chị. Bây giờ còn ai? Văn, Khang với lại Nam Đức. Thằng nào giữ bay. Văn muốn nhân phẩm cao luôn. Ừ, dân nhân phẩm nó vừa cao lắm. Mấy đứa ơi, đứa nào mù như thế này. Lúc kìa. Thằng dân là không bao giờ biết luôn. Ấy, đó, mới nói. Bà im đi, bà im luôn đi. Bà Lưu mới nói gì bà Lưu? À, tôi nói là Duy vẫn là hết rồi. Cái này mà thắng á, mà hát. Còn Khang ơi. Khang là đem đưa lên chơi một vinh quang. Attention, nghe cái bản Attention á. Bắn xuống đập nội mày, quýnh chết dạ. Không mà kiếm được bản Attention. Trời ơi, em tỉnh rồi. Bản Attention mà, biết tiền. Còn ai vô cùng mày luôn. Khang ơi, để cái này. Ủa, cái khu đó tú dưới đó luôn hả? Thì đó. Wow, đỉnh. Cái này là cái gì đây, quan tàu tăng.
to lắm, cái này bụng thước. Mấy đứa nhân phẩm sao rồi? Rồi xong. Ê! Nào hồi bắn ngáo trước rồi tôi cười. Ta-da. Hello mấy em. Đứa cái bình nào màu xanh khó trốn các bạn ơi. Hello, ai em? Yeah, cù trốn chỗ đỉnh à. Rồi, thằng Văn kìa. Ôi, ai cũng đỉnh vậy. Văn, Văn này coi đỉnh luôn á. Ai đỉnh như nhau luôn á. Cái này là nhìn Văn vậy sao chơi Văn ơi. Khai cơ, cô gái. Đỉnh nè, một bé. Đỉnh không, đỉnh không. Mày đỉnh không. Rồi. Ôi, có anh Khang kìa. Nè 15 giây nữa là coi nhân phẩm coi nè. Cái mình nó làm lúc đầu tôi nghe nghe rồi. Nhân phẩm nó nằm mà nằm đó trơn á. Mà nó màu xanh nữa khó. Cái khúc này màu này nó toàn màu lợt lợt không mà. Nhét cái bình màu xanh vô rồi chết. À đây coi nhân phẩm Khang như vậy coi. Rồi trời. Nhân phẩm, nhân phẩm, nhân phẩm. Nhân phẩm, nhân phẩm, nhân phẩm. Bùm. Không. Ê ơi, Khang đúng đỉnh luôn. Quá. Em nào trong đây? Chết qua rồi. Chết qua rồi. Chết ra rồi. Thôi, thôi mà. Cuộc đời mình có nhau thì như thế giờ. Thôi mà, đánh nhau nhau, cắn nhau nhau vậy ơi, đừng có bắt không hả? Nhớ đừng có bắt. Chết ra rồi. Mất người tôi bắt công an á. Em bận đó. Em đó. Nó nhảy. Ôi, đằng sau của em, mà em đi thế nè. Quên nó nhảy. Các bạn nói người dùng cái xe quên nó nhây mọi người ơi. Mọi người bỏ qua đi, đi tiều đi, hôm nay một hồi tôi á bây giờ còn có một ba người không đừng quá ba người lắm liền. Mọi người nên vinh danh quà đi. Vinh danh quà đi. Vinh danh quà đi, quà nó kéo thời gian hết rồi. Vinh danh quà đi. Vinh danh đâu, vinh danh đâu. Bây giờ mà còn có bao nhiêu giây vậy? Mày hả? Mày lưu sắp chết luôn. Thôi còn nhiều người đỉnh lắm, không có tìm ra được đâu. Còn nhiều người đỉnh lắm. Này, anh bấm anh, nãy vinh danh người đó, anh bấm T á. Ờ, bấm T á. Bấm vô mà quà chết rồi không bấm được. Vẫn còn nhiều người đỉnh lắm. Mày đỉnh nè. Rồi đỉnh nè. Càng đi rồi, càng đi rồi. Tự con. Ủa con. Con. Còn thằng em bà nữa. Thằng em bà, thằng em bà. Thôi, đỉnh. Đỉnh. Sao lưng mà nè. Qua đỉnh, qua đỉnh. Cái giờ nước, ngáo là cái giờ nước. À, giờ nước hả? Ok, trận cuối cùng nha các bạn. Và mình là vô vai Hunter. 7 Hunter và 7... Ơ, 3 Hunter, 7 Brop. 3, 2, 1. Ê. Cười không? Gì cười ta? Chết mà nó bằng quà. Chết mà nó bằng quà. Cái mày đâu? Cho con mày chơi. Chị ơi đừng đứng đây chị ơi. Nghe đồn Kim hay trốn ở góc này lắm. Không biết hôm nay Kim còn trốn ở đây không ta. Vẫn còn. Ê cái thùng này quen quen. Cái thùng này lạ lắm. Cái thùng này lạ lắm. Không có cái thùng nào bự chảng nằm ngay góc đó hết trơn. Nhân phẩm. Còn ai? Còn Văn. Văn với lần Thiện. À Văn với Thiện. Nhân phẩm. Đến. Ôi quả này là nhân phẩm nha, quả này là nhân phẩm nha. Văn ơi. Rồi, dây cuối rồi. Rồi. Vì em tới kìa. Văn ơi. Trời ơi. Ê, từ từ, cái gì nó mới đỏ. Ê, cái góc tường, Ok, ok. Văn nó diễn rõ, trời ơi. Cường Văn ơi. Trời ơi, Văn nhân phẩm kìa. Văn nhân phẩm nhớ là cũng cao hết trơn á. Ủa Thiện đi hả? Thiện đi rồi, Thiện nguyên cái bức tường bự chảng luôn. Rồi xong rồi. Và dáng cuối hình toàn. Tính ra hình toàn được đúng 2 dáng hoặc là 3 dáng, còn lại là rớp ăn hết trơn luôn.
Ôi, các bạn mình đứng nhất luôn là các bạn mình giết 17 mạng, mình chết 3 và mình sống sót được 6 lần trong tổng 12 game, 6 game ha. Khang đứng nhì và Thiện đứng 3. Đứng cuối là Khiêm, Fast Greener nhưng mà vẫn đứng cuối là Khiêm. Ok, hiện tại là mình đã có một cái map nhà kho nhỏ để chơi cho hết luôn. Nhưng mà có một cái là hiện tại là mọi người đều không hiện tên với nhau nha các bạn. Kể cả nút tab luôn nữa thì không ai hiện tên hết, cho nên là chơi thôi, không biết ai cả. Giao đâu? Kiếm quá. Ê, từ từ. Chiếm quá, chiếm quá. Chiếm quá, chiếm quá. Cái này nó kỳ kỳ nè. Trời má ơi, dao mà chém ra lửa, dao thần. Ê, đây. Ủa, không biết giết ai luôn. Không biết tôi giết ai luôn, nhưng mà có cái cây ngay cái góc tường. Thì kêu tên ai giả làm cái đó đó. Sao nhiều camera quá vậy? Đúng là ở nhanh chi thuật. Trời, đi ngang luôn. Ai đi ngang luôn. Không mày đó. Cái luôn. Cái gì? Cái cây sao thôi rồi. Nhìn biết mà rồi biết nhảy sao. Nhảy là quà ơi. Quà rồi. Hay. Đau quá. Ấy ai đây? Ấy giờ ví dụ cái map này mọi người chơi kiểu 2 phút nhưng mà mọi người nhắm mắt lại đi. bắn lung tung hả? Nè nhân phẩm nè. Kiểu là canh đi, không cho canh bên đó này, tôi cho canh bên này. Để coi cái gì biến. Đó rồi. Nhân phẩm khiêm tốt phải gì, nó ngồi nó hú đẳng. Ủa gì nãy ai chết ta? Bà tính là Kim nãy lúc khúc của nhà về sầu bắn nhất. Thấy người nào không mang vô miệng hết nè. Này thì nhân phẩm. Này thì nhân phẩm, mặc dù không biết tên luôn. Trời chết mẹ rồi. Sao cái này nó lại hiện diện trong đây? Cái này nó không có thấy nào mà nó nằm ở trong đây được. Ai đi kiếm vậy? Ai không biết, không biết. Nói chung là nó có hiện ô vuông rồi đó. Ờ, nó toàn hiện ô vuông không á. Tự xử là bây giờ là chơi đáng mò. Đáng mò, coi ai là ai. Ai khát nước không? Chà, đây ai nhưng mà cũng cao hết trơn cái ta. Chà. Tính ra ô vuông không? Không biết ai với ai luôn. Không biết ai với ai luôn, nhưng mà chỉ biết nhân vật cao thôi. Nhưng mà để coi, hai hình tơ. Ủa đây là ai, đây ai, ai kiếm nằm rớt. Ủa cái này mới kỳ kỳ đúng không ta? Đó là mặt cái tủ nước màu vàng. Nhìn kỳ lắm luôn á. Nó nổi nhất luôn á. Đây được hết. Cái này nhìn nó cũng kỳ nữa nè. Nó cũng không chứ. Ấy da rất kém. À chơi bóng. Người chơi bóng không phải chơi bóng. Ê, nhưng vẫn cao đó, cao đó. Ê, cái cây thì hơi kỳ nha. Cái giống gì vậy? Ừ, cái gì cũng kỳ hết trơn. Cái gì cũng kỳ tiền. Cái cây không? Cái cây. Giờ còn ba, ủa giờ còn ai sống, lên tiếng cái rồi. À, tôi. Em. À, ok, nhưng vẫn cao. Ba người nhưng vẫn cao, nhưng mà để coi sắp... còn 18 giây nữa. 18, 15 giây nhân phẩm nữa. Nhân phẩm là bắt đầu đi. Để coi là cái gì. 7, 6, 5, 4. Xong rồi. Nguyên nó leo lên nóc luôn kìa. Nguyên nó leo lên nóc luôn. Lên nóc luôn, ai mà độ nó. Ôi, không chết rồi, chết rồi. Cái xe. Cái gì đây? Ê, nhưng phẩm ai cao vậy? Trời ơi, nhưng phẩm đúng cao. Trời ơi, nhưng phẩm cao. Hợp lý. Nhưng phẩm cao ta. Đỉnh. Ghê. Này là 5 round nha mọi người. Ghê đấy. Chi
Đứng ngay đóng lốp xe luôn. Ghê thiệt. Ok, mình là Hình To nha các bạn. Và để xem map này có gì mới không. Cái ghế, cái ghế. Cái ghế rồi, cái ghế rồi, cái ghế rồi. Này đi dân vật. Ê, cống này hơi lạ nha. Cái vô tao tài cái gì đâu không vậy? Bố kêu luôn. Nhân phẩm, nhân phẩm. Ê, rồi. Cái hợp lý mà, cái nhân phẩm hợp lý mà. Hợp lý, có thằng nào hợp lý đâu. Có, nhân phẩm nó hợp lý đó. Cái gái không nhát ra làm đâu, chỉ tôi có cái gì, không có gì hợp lý á. Cái này hợp lý không à? Không, cái này hợp lý nè, cái này hợp lý nè. Có, cái kia hợp lý đó. Đừng có đùa. Cái nhỏ nhỏ hợp lý nè. Hợp lý nè, hợp lý nè. Có cái không hợp lý trong này. Cái này là hợp lý. Không hợp lý trong này. Em ơi. Có một cái không hợp lý trong này. Ủa, ai đi tìm. Tôi. À, có cái không hợp lý trong này. Cái nào hợp lý vậy trời, cái gì tao đùng vậy. Không hợp lý. Ê, cái thùng ai chết rồi. Cái thùng của ai. Em thùng của Kim đẹp vậy mà, tại nó to quá thôi. Có một cái rất là không hợp lý trong này. Em mà không biết luôn kìa trời ơi. Đâu ta. Núp kỹ vô trời. Có một cái rất là không hợp lý trong này. Ủa anh Di nhìn được chưa? Hả? Cần gì nhỏ xíu rồi. Từ em còn ba mươi mấy giây nhân phẩm tới bây giờ đó mà nhỏ. Rồi 3, 2, 1 ra cái gì? Nhân phẩm ơi. Trời sao toàn món gì bự bự không vậy? Ôi xong rồi. Em biết là mọi người đừng có sợ nha. Xong rồi, cái miếng nó to đùng. Cái gì bự to đùng không à. Nhân phẩm làm bậy hết trơn rồi. Bấm tao bậy á. Bên cùng có người cùng bắn chơi cầu. Dạ, đi nẹt à. Nhưng bấm tầm bậy hết trơn rồi. Nãy cái kia em hợp lý lắm luôn. Tự nhiên bậy mấy đứa. Cái bất hợp lý. Khiêm còn sống đúng không Khiêm? Không. Ủa chứ ai? Em chết đầu tiên. Em. À, được. Lý quá vậy. Tự nhiên anh từ nhỏ xíu anh quất một miếng bự chảng luôn. Không, miếng bự bự trắng trắng. Chơi vậy chơi chết rồi. Đâu rồi ta? Trời ơi, nó không hợp lý luôn á. Tính với nó, đừng có nói nhiều, Mình thắng chứ. Đúng rồi, mình phải nhẹ nhàng thôi. Hợp lý. Thằng Văn là cái thằng không hợp lý hồi nãy. Đúng rồi. Là cái thằng không hợp lý nhất luôn. Mình nó lại sống lâu nhất. Đỉnh thiệt. Quá đỉnh luôn. Mà cái này nó cũng hợp lý nữa chứ không phải không hợp lý. Quá đỉnh, quá đỉnh. Lai. Dướng rồi em tơi còn né được. Những tơi hả? Rồi, 30 giây đồ sát. Những tơi. Tay của con Văn nó bự. Nhưng mà đầu con Văn nó là nguyên cái cục điện luôn. Nó nguyên cục điện mà không ai biết luôn. Ok, và mình ở bên team, mình không biết team nào nữa nhưng mà thua rồi ha các bạn. Ok, và video hôm nay mình xin ở đây và rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi cái tựa game Prop and Seek này. Và hẹn các bạn ở video sau. Chào các bạn, bye bye. Tựa game rất thú vị và chơi cười mệt luôn nha. Mà gì mà nó vẫn chú được này. Ôi, mình hẹn 7 luôn. Ờ, không thấy được hẹn luôn, đâu, mình những ai cũng để số 7 lên hết trơn á. Auto hàng 7 hết. Ờ, auto hàng 7. Lỗi.